Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ba Hí TV. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một món ăn, đó là chuột xào bắp chuối. Thì nguyên liệu chính của mình thì gồm có chuột nha các bạn. Đây là con chuột cống nhum nha, gần ký lô. Đây là bắp chuối. Thì đầu tiên thì bắp chuối thì mình sẽ đi sắc nha các bạn. Mình sắc cho nó mỏng 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 nha. Để nguyên bắp gì mình sắc từ dưới cái đứt mình sắc lên nha, sắc càng mỏng càng tốt. Nói chung những bạn nào mà mình muốn ăn bự mình sắc bự cũng được. Đấy, mình sắc mà trong quá trình mình sắc mình ngâm dưới nước rồi mình bỏ vào tí giấm hoặc tí chanh cũng được, để cho cái bắp chuối mình nó không bị đen nha các bạn. Mình sắc mình để nguyên cái vỏ ngoài mình sắc luôn, nó giòn nó ngon lắm. Rồi sau khi mình sắc rồi mình rửa sạch thì bắp chuối mình để cho vô gỗ cho nó ráo nước nha. Đó. Rồi còn chuột này thì mình bằng sạch rồi, bây giờ mình sẽ chặt nhỏ miếng vừa ăn nha các bạn. Con chuột cống nhum này nó béo ghê luôn, 1 kg luôn đó các bạn, nhìn nó mập thấy ghê không. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình chặt cho nó nhỏ nhỏ, nhỏ ra nha. Đây, chuột các bạn nhìn thấy nó béo này nha, béo sợ mập đó. Mình gỡ bồ lòng ra trước, bỏ vô đây đi, mình chặt. Rồi sau khi mình chặt xong thì được nhiêu thịt đây nè các bạn, rất nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ đập một ít tỏi mà mình băm nhuyễn nha. Đấy. Đập tỏi mình băm nhuyễn rồi một hồi mình tiến hành mình xào nha các bạn. Mình sắc cho nó mịn vậy nha, sắc cho nó mịn. Rồi sau khi mình băm tỏi xong thì mình bắt đầu mình tiến hành mình thực hiện cái món ăn của mình ha. Thì đầu tiên mình cho cái chảo lên bếp rồi mình bắt lửa lên nha các bạn. Rồi sau khi chảo nóng rồi mình cho vào một ít dầu ăn nha. Cho dầu ăn vào. Rồi mình sẽ đợi cho dầu ăn nó nóng nha.
Rồi sau khi dầu của mình nó nóng rồi mình sẽ cho tỏi vào, mình đảo đều cho nó vàng tỏi trước nha, cho tỏi nó vàng. Rồi sau khi tỏi nó vàng rồi mình sẽ bắt đầu mình cho cái thịt chuột vào mình xào trước nha. Rồi. Mình xào cho nó đều, cho nó săn này, nó thơm. Rồi sau khi cái thịt chuột của mình nó săn rồi mình sẽ tiến hành mình nêm cho cái gia vị chứ nha. Đầu tiên mình cho vào một ít nước mắm nha các bạn, ít nước mắm. Rồi 2 muỗng bột ngọt nha. Mình cho 2 muỗng bột ngọt. Rồi 1 chút muối. Rồi 2 muỗng đường nha. Cho vào 2 muỗng đường. Rồi mình đảo đều lên, đảo đều lên cho cái món ăn mình nó thấm với gia vị nha. Đó, và nhìn thấy cục thịt chuột nó săn lại nó rất ngon nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một tí nước nha các bạn. Mình cho vào một tí nước nha. Rồi sau đó mình đậy nắp lại mình cho nó chín nha. Thịt chuột của mình nó sắp chín rồi các bạn. Mình đảo đều cho nó thấm gia vị nha. Này mình nấu khoảng cỡ 10 phút. Nấu khoảng 10 phút nữa nha các bạn. Rồi nãy giờ để quên nó khét luôn nè các bạn ơi. Mà chưa sao. Này nó săn là gì nó càng ngon nữa nha các bạn. Giờ mình tiến hành mình đổ bắp chuối vào nha. Lo nãy giờ nó làm chuyện khác thì nó muốn khô nước nó khét luôn. Rồi đổ vào mình xào nha. Mình xào cho nó đều. Mình cho vào thêm một tí nước nữa các bạn để cho bắp chuối nó chín nó mới thấm gia vị được. Tại nãy đúng ra là mình còn nước thì mình khỏi thêm. Cái này nãy mình để khô quá rồi. Giờ mình xào bắp chuối đều lên cho nó thấm gia vị nha. Đấy. Rồi này mình đậy lại khoảng 5 phút nữa là món ăn của mình chín rồi đó. 5 phút thôi. Rồi bây giờ cái món chuột xào bắp chuối của mình bây giờ là chín rồi các bạn. Chín rồi đó. Thấy là rất là ngon và hấp dẫn nha. Thì thôi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo nha.